Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm đến gia đình Thánh Gia qua lễ Thánh Gia thật hôm nay. Nhân danh cha và con và thánh thần. AMEN Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hàng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Jerusalem để mừng lễ vượt qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên 12 tuổi, cha mẹ người đã lên Jerusalem theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã ở lại Jerusalem mà cha mẹ người không hay biết, tưởng rằng người ở trong nhóm các khách đồng hành. Hai ông bà đi được một ngày đàn mới tìm kiếm người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết nhưng không gặp thấy người nên hai ông bà trở lại jerusalem để tìm người sau ba ngày hai ông bà gặp thấy người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ nghe và hỏi các ông tất cả những ai nghe người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu người đáp lại nhìn thấy người hai ông bà đã ngạc nhiên và mẹ người bảo người rằng con ơi sao con làm cho chúng ta như thế kìa cha con và mẹ đây đã đau khổ tìm con người thưa với hai ông bà rằng tại sao cha mẹ tìm con cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của cha con ư nhưng hai ông bà không hiểu lời người nói. Bấy giờ người theo hai ông bà trở về Nazareth và người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ người ghi nhớ những việc đó trong lòng. Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta. Đó là lời Chúa. Xin mời anh chị em ngồi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em. Nhân ngày lễ Thánh Gia, hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm về giá trị của đời sống gia đình. Có câu chuyện kể rằng, hai vợ chồng cãi nhau ồn tỏi. Để rồi cô vợ, cô vợ vừa khóc rấm rứt vừa nói, anh ơi, anh bỏ ra chỉ có hai chị vàng để cưới em Mà lại đầy đọa em cả đời như vậy sao Trong khi anh hãy lên trên mạng mà xem Người ta bỏ ra một đống tiền trên 16 tỷ cho một cô gái Mà chỉ được phép sử dụng có 7 năm thôi Ông chồng kia cũng không phải là tay vừa Gân cổ lên nói Người ta dùng thuê bao trả trước Còn tôi dùng thuê bao trả sau Cô biết không? Cô cứ tính thử đi Từ hai chị vàng của tôi đặt cọc Đến lương lậu tháng nào tôi cũng phải nộp đủ cho cô cả Đó là chưa tính nhà cửa đất đai Còn mấy cô gái đó Sau vài năm là hết giá trị Có ai thuê bao tiếp đâu Thì đương nhiên sẽ bị hạ giá Cho đến khi còn con số không còn riêng cô thì giá tăng theo lương càng già càng tăng khi hết hạn sử dụng cũng phải tăng tôi hợp đồng với cô là hợp bạn hợp đồng vô thời hạn coi như là tôi bị đi tù chung thân khổ sai cô có biết không vậy cô xem cái nào hơn ạ à? thưa anh chị em câu chuyện dĩ dọn nhưng cũng đã lột tả được về sự khủng hoảng mà gia đình ngày nay đang gặp phải. Quả thật, gia đình hôm nay đang đối diện với nhiều thách đố lớn lao trước sự tiến bộ của khoa học. Nền tảng luân lý của gia đình đang bị lung lay cách dữ dội. Tuy không bi quan, nhưng người ta vẫn có thể nhận ra những bóng tối ngày càng làm lu mờ đi vẻ đẹp và sự cần thiết của định chế gia đình mà Thiên Chúa đã thiết lập. Sự bùng phát về cuộc cách mạng giới tính thúc đẩy người ta nỗ lực thay đổi khái niệm về gia đình là một mái ấm được thiết lập bởi người nam và người nữ để chỉ còn đơn giản là một sự kết hợp giữa hai người có thể là đồng giới. Ngoài ra, sự xuất hiện những kiểu mẫu gia đình mới chẳng hạn gia đình cùng chung sống không có hôn thú không kết hôn sống thử trước hôn nhân đã làm thay đổi nhiều quan hệ và chuẩn mực trong gia đình những kiểu mẫu gia đình mới như thế đang là nguy cơ phá sản nền tảng gia đình và làm đạo lộn trật tự kỷ cương về đạo lý truyền thống trong các mối tương giao về gia đình thưa anh chị em đứng trước khủng hoảng này chúng ta tìm được một phương dược để giúp các gia đình tái khám phá giá trị đích thật của mình đó là gia đình thánh gia mà hôm nay chúng ta mừng kính thật vậy nhìn vào ba gương mặt của gia đình thánh gia chúng ta đọc được ý định nhiệm màu của Thiên Chúa khi thiết lập định chế gia đình. Đó là biểu tỏ tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Chính trong giao ước hôn nhân, đôi vợ chồng diễn tả một cách đầy đủ về tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thưa anh chị em, để có thể trung thành trình bày đầy đủ đặc tính hôn nhân chúng ta hãy học nơi gia đình thánh gia về sự từ bỏ chính mình theo yêu cầu của thánh ý chúa thánh du xe từ bỏ tự ái và nỗi hoài nghi để đón nhận maria về nhà mình theo thánh ý đức maria từ bỏ nỗi sợ hãi một tình yêu ích kỷ để sẵn sàng vâng theo thánh ý. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa cũng sẵn sàng vâng theo ý của Cha, từ bỏ ngai trời để mặc lấy xác phàm xuống thế làm người, thực hiện theo chương trình cứu độ theo ý của Cha. Anh chị em thân mến, một thực tế không thể phủ nhận chính là sự lạm dụng các phương tiện công nghệ của các thành viên trong gia đình đã tạo ra những vết rạn nứt trong mối thâm giao giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái. Một hiện tượng đang phát triển mạnh mẽ đó là việc giao tiếp giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái trong gia đình hầu như càng ngày càng hiếm hoi vì mỗi người đều tự giải trí với những thiết bị như là smartphone, máy tính bảng, laptop. Điều này đồng nghĩa là các thành viên sẽ dần ít hiểu nhau hơn rồi dẫn tới đến những mâu thuẫn đáng lẽ không nên có trong gia đình. Quả thật, sự ích kỷ càng ngày càng nảy nở. Mỗi thành viên chìm đắm trong không gian riêng của mình để kết nối với thế giới chứ không còn kết nối với nhau làm cho hạnh phúc gia đình càng ngày càng cạn kiệt con người cảm thấy cô đơn trong chính tổ ấm của mình và hậu quả là dẫn tới chính sự gãy đổ của đời sống gia đình vì thế mẫu gương từ bỏ của thánh gia hôm nay là lời nhắc nhở các thành viên trong gia đình hãy can đảm loại trừ sự hưởng thụ ích kỷ đi ra khỏi thế giới riêng tư của mình để biết quan tâm đến nhau. Chính sự từ bỏ này mang lại cho gia đình một niềm vui dâng trào, một sự bình an chan chữ để rồi không một gạo gợn cọ nào làm mất đi vẻ đẹp của tình yêu. Mang gia đình thánh gia trở thành khuôn mẫu cho chúng ta một không khí cởi mở đối thoại trong gia đình sẽ không còn xuất hiện một bóng tối nào làm mờ đi sự trong sáng của định chế gia đình được vì vậy thưa anh chị em không có một khuôn mẫu nào tuyệt vời về đời sống gia đình cho bằng khuôn mẫu của sư tư bỏ mà chúng ta học ở nơi thánh du Sa, nơi đức trinh nữ maria và nơi chúa giêsu qua việc cử hành lễ thánh gia Giáo hội như muốn khẳng định Hôn nhân và gia đình từ bản chất Đã nhất thiết phải được hoàn tất Trong Chúa Kitô Và cần có ân sủng của người Để được chữa lành khỏi mọi vết thương tội lỗi Và được đưa về tình trạng nguyên thủy Nghĩa là nhận biết trọn vẹn Và thực hiện đầy đủ ý định của thiên chúa và muốn công bố cho mọi người biết ý định thiên chúa về hôn nhân và gia đình bằng cách bảo đảm cho hôn nhân và gia đình có được sức sống tràn đầy cũng như sự thăng tiến về phương diện nhân bản cũng như kỳ tô giáo và như thế là góp phần vào việc canh tân xã hội và canh tân dân thiên chúa vì thế chúng ta những gia đình kỳ tô hữu chúng ta phải trung thành và phải trung kiên bảo vệ phẩm giá đã được Thiên Chúa thiết lập trao bằng bằng cách chúng ta sẵn sàng từ bỏ tính tự ái sự ích kỷ hẹp hòi sống bao dung quang đại để biết tha thứ và hy sinh cho nhau chúng ta phải là là đèn soi cho thế giới hôm nay luôn nhận ra vẻ đẹp của gia đình để giữ gìn và luôn củng cố nền tảng luân lý gia đình trung thành với nhau cho đến chết và giúp nhau thăng tiến hôn nhân cách ngày, ngày càng trở nên nhân bản hơn. Thưa anh chị em, gửi đến anh chị em một câu chuyện cảm động về tình yêu đức khi sinh của một người vợ trẻ với anh chồng đang bị bệnh hiểm nghèo. Câu chuyện được chia sẻ trên diễn đàn xã hội mới đây đã khiến nhiều người bật khóc. Trong khi nhiều người gần như mất niềm tin vào thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu nghĩa vợ chồng keo sơn, thì mới đây. Câu chuyện thật cảm động về tình vợ chồng được cư dân mạng chia sẻ đã khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng, xen lẫn sự ngưỡng mộ và cảm phục. Câu chuyện được ghi lại trong một phòng bệnh tại một bệnh viện. Nằm cùng phòng trong viện ba ngày, thấy anh này rất ít nói. Hôm nay ngày cuối, bỗng thấy điện thoại reo lên, Alo anh à Em đang đứng ngoài cửa đây Em vừa từ bến xe về đây Sốt ruột quá anh ạ à. Nên em phải chạy lên xem anh thế nào Người chồng to tiếng Bị điên à Đi về đi Mưa gió tối tăm lăn lội lên đây Mấy chục cây số Để làm gì Tại sao không còn ở nhà để lo cho hai Đứa con đang ở nhà kia kìa Chị kia không nghe và ni đòi nhìn thấy chồng cho bằng được Mặc dù qua một lớp cửa kính dày cách ly Chị nhỏ nhắn, xinh xắn Các cô, các bác trong phòng ai cũng khen anh ấy tốt số Chị đã cố bắt xe đi hơn ba chục cây số Để gặp chồng được 10 phút Hỏi thăm tình hình sức khỏe của chồng rồi tất cả chạy về lo cho con Anh chồng kể Anh chị có với nhau hai đứa con Lúc trước anh đi làm tiếp thì cũng kiếm được kha kha Cuộc sống không đến nỗi nào Bỗng bệnh tật ập đến Bốn lần mộ não Một lần mộ u giáp Mất hoàn toàn khả năng lao động gần chục năm chỉ ở nhà còn một mình vợ lương tháng bán hàng ở siêu thị 4 triệu rưỡi tháng một mình nuôi cả chồng và hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học nhưng năm lần anh lên bàn mộ đến lúc phục hồi chưa một lần chị rời xa anh nửa bước sau ba ngày lần đầu anh mở miệng nói chuyện của mình đôi mắt người đàn ông gầy đang cố nén nước mắt một bác trong phòng rủi cho anh hai trăm ngàn bác ấy nói có ít quà cho các cháu nhưng anh nhất quyết không nhận bác ơi tấm lòng của bác con xin nhận nhưng tiền của bác nhất quyết con không cầm quả thật đây là một mẫu gương sống động về sự hy sinh cho nhau trong tình nghĩa vợ chồng đó như là tiếng nắng ấm xuất hiện trong mùa đông giá lạnh về mối tương quan vợ chồng đang xảy ra trong từng nhiều gia đình hôm nay vì tính ích kỷ vì sự hẹp hòi vì ngại từ bỏ thưa anh chị em vâng tình nghĩa vợ chồng chỉ bền vững chỉ đẹp khi học được nơi thánh gia thất sự từ bỏ và sẵn sàng hy sinh cho nhau lạy chúa chúng con cảm tạ chúa đã cho chúng con một mái ấm gia đình xin giúp chúng con luôn biết kiến tạo gia đình chúng con trở thành trường dạy học đức tin và là nơi mà mọi thành viên đều cảm nhận được tình yêu thương đích thật. Amen.